Tin Bắc Iceland Đóng cửa đại chủng viện duy nhất tại Bắc Iceland Đại chủng viện duy nhất tại miền Bắc Iceland, đại chủng viện Thánh Malaki sẽ đóng cửa vào tháng 9 tới đây sau 185 năm hoạt động. Hôm 19 tháng 7 năm 2018, Tòa Giám mục Giáo Phận Đao và Connor Sở tại cho biết đã đi tới quyết định trên đây sau khi Đại học Queen ở thủ đô Belfast, nơi các chủng sinh theo học để lấy bằng, Đóng cửa phân khoa triết học kinh viện và dần dần bỏ các môn học thuộc khoa này. Điều này gây khó khăn lớn cho các chủng sinh vì họ cần phải học triết trước khi học thần học. Từ tháng 9 năm nay, tất cả các chủng sinh thuộc Đại chủng viện Thánh Malachi sẽ được gửi đi các nơi khác để tiếp tục thụ huấn. Đức cha William Crowley đã thành lập chủng viện này vào năm 1833, 4 năm sau khi các tín hữu công giáo được giải phóng. Thông cáo của Tòa Giám mục Đao và Corner nói rằng, việc đóng cửa chủng viện giáo phận là một thời điểm đau buồn cho tất cả mọi người, cho tất cả những người đã sát cánh hoạt động với ban đào tạo và những người đã đóng góp rất nhiều vào việc huấn luyện các chủng sinh. Giáo phận Đao và Corner hiện có 465.000 tín hữu công giáo với 87 giáo sứ, 166 linh mục giáo phận và 50 linh mục dòng.